Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều và như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần đọc tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau đầu tiên hết là phần tin quốc tế hezbollah đã chọn naim khassan làm người lãnh đạo sau cái chết của hassan nasrallah Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng dân quân Hồi giáo Shiite ở miền nam Lebanon là Hezbollah trong ngày thứ ba cho biết họ đã chọn một người phó là Naim Qasem lãnh đạo cái nhóm dân quân Hồi giáo này 4 tuần lễ sau khi mà viên người được xem là đứng đầu của cái tổ chức Hồi giáo này là Hassan Nasrallah đã bị sát hại. Và Hezbollah cho biết là họ đã đồng ý chọn ông Naim Kassam làm tổng thư ký của Hezbollah và thực hiện tất cả những cái banner ở trong cái chuyến hành trình của ông ta. Và trong đó sẽ được à, giờ Thượng Đế hướng dẫn cho ông ta trong cái sứ mạng lãnh đạo Hezbollah và các lực lượng Hồi giáo tại đây. Phía Hezbollah đã đưa ra trong bản statement và chúng tôi cam kết và hứa với thần đế trong tinh thần của chúng tôi là sẽ có thêm những người à, vinh danh cho những người thánh tử đạo trong đó bao gồm luôn cả Sayed hassan Nasrallah, một thánh tử đạo một à, binh một à, chiến binh cho cái lực lượng hồi giáo và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cho tất cả những cái quyền lợi của chúng tôi và chúng tôi sẽ chống lại cái chế độ à, gọi là zionist cho tới khi mà chúng tôi đạt được chiến thắng đây được xem là một thông báo mới nhất của hezbollah đưa ra sau khi mà Nasrallah đã bị sát hại bởi cuộc không tập của do thái tại beirut vào cuối tháng 9 vừa qua đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay iran đang duyệt xét làm cách nào phản ứng với cuộc tấn công của do thái và có thể sẽ xảy ra bản tin mới nhất cho biết thì à, sau khi mà phía do thái đã mở cuộc tấn công vào lãnh thổ của à, Iran vào hôm thứ Bảy vừa qua, bốn binh sĩ đã bị thiệt mạng tiếp theo sau cuộc tấn công này. Thì phía Iran đang duyệt xét việc mà phản ứng kế tiếp sau cái cuộc trả đũa của Do Thái. Và cuộc không tập đã diễn ra bốn tuần lễ sau khi mà Iran đã, đã bắn khoảng 181 trái đạn hỏa tiễn vào trong lãnh thổ của Do Thái để phản ứng với cái chết của nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah. Và trong đó gần như là không gây ra thiệt hại nào cho phía Do Thái và các chuyên gia cho biết rằng là Do Thái có thể sẽ có một cái cuộc ám sát nhắm vào các mục tiêu của nhóm Hồi giáo Hezbollah và Hamas tại Tehran. Trong khi đó, thì Zanif Vonzer được xem là một giới chức cao cấp đặc trách về vấn đề chính trị của Trung Đông tại trường đại học Ken, nói với tờ Business Insider là cuộc tấn công này có thể sẽ là một chọn lựa của phía Iran. Và dưới áp lực của Hoa Kỳ thì có thể rằng cuộc trả đũa của Iran có thể sẽ giảm đi. Tuy nhiên, thì trong cuộc họp báo vào ngày thứ Bảy, một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ không can dự vào bất kỳ một cuộc tấn công nào của Do Thái. Tuy nhiên thì họ nói rằng ông Tổng thống Joe Biden và cái Hội đồng An ninh Quốc gia sẵn sàng hỗ trợ để bảo vệ cho lãnh thổ do thái tránh tình trạng mà do thái bị tấn công trong khi đó thì Iran đang gia tăng rất nhiều những cái hành động được xem là có thể trả đũa nhắm vào do thái nhà lãnh đạo tối cao là Ayatollah Ali Khamenei trong ngày chủ nhật cho biết Iran sẽ giành quyền tự vệ và sẽ bảo đảm cái chủ quyền của họ và ngoại bộ ngoại giao của Iran trên trang platform ấy cho biết là họ sẽ chống lại tất cả những sự bức hại từ bên ngoài tuy nhiên Iran vẫn chưa cho biết được là họ sẽ trả đũa như thế nào và các bước kế tiếp theo lời các nhà chuyên gia nhận định là Iran có thể sẽ huy động các mạng lưới vệ tinh của họ tại trung đông để mở các cuộc tấn công đồng loạt vào lãnh thổ do thái thay vì họ tấn công trực tiếp vào do thái đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo Iran tại Liên Hợp Quốc là sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu như mà họ có cuộc tấn công mới nhắm vào lãnh thổ Do Thái. Bản tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết thì Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày thứ hai là sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu như mà họ có những hành động nhắm vào Do Thái hoặc các cá nhân của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Chúng tôi sẽ không loại trừ việc mà tự vệ và để không có gây ra sự hoang mang. Hoa Kỳ không muốn thấy có thêm sự căng thẳng nào Chúng tôi tin rằng có thể chấm dứt các cuộc gọi là giao tranh và bắn qua bắn lại giữa Iran và Do Thái. Đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Linda Thomas Greenfield đã nói với 15 thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an đã có cuộc họp sau khi mà Do Thái mở cuộc tấn công nhắm vào các cái công xưởng quân sự của Iran trong ngày thứ Bảy và cuộc trả đũa này phản ứng hôm Iran ngày 1 tây tháng 10 đã tấn công gần 200 cái hỏa tiễn đạn đạo vào lãnh thổ do Thái và đại sứ của do Thái tại à, xin lỗi quý vị đại sứ của Iran tại Liên Hiệp Quốc là Amir Shahed. Iravani đã cáo buộc Washington đã cố tình gọi là hỗ trợ cho đồng minh của mình để mà tấn công Iran. Trong khi đó thì Iran nói rằng họ sẽ giành quyền để mà tự vệ và Iran sẽ thông qua đường hướng ngoại giao để khẳng định cái quyền tự vệ của mình. Trong khi đó thì đại sứ của châu Thái tại Liên Hiệp Quốc là ông Danny Danin đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là phải có những lệnh cấm vận nhắm vào lực lượng quân sự của Iran và hạ tầng cơ sở về kinh tế của quốc gia này nếu cần thiết để đối phó với chế độ này tiếp tục có các cái cuộc gọi là phát triển về nguyên tử và tấn công vào do thái ông cho biết là cuộc tấn công của do thái là có cái hành động nhắm vào các vị trí quân sự và chưa nhắm vào tất cả những cái vị trí nguyên tử của iran trong khi đó thì đại sứ của cộng sản trung quốc là fu kong đã lên tiếng kêu gọi hoa kỳ và không nêu tên nói rằng cần phải cứu sinh mạng và phải đối phó với các cuộc chiến trong việc mà gọi là lên tiếng yêu cầu chấm dứt tất cả những cái cuộc gọi là căng thẳng tại trung đông bao gồm luôn cuộc đình chiến tại giải gaza và dự sự gia tăng giao tranh giữa phía do thái và phía của hezbollah tại miền nam lebanon đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà hoa kỳ đã cảnh cáo phía iran tại hội đồng bảo an liên hợp quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, bản tin mới nhất của hãng thông tấn Bloomberg cho biết là Croatia đề nghị sẽ cung cấp cho Ukraine về xe tăng và các thiết uh, xe thiết giáp về quân sự trong một cái thỏa thuận với nước Đức. Bản tin mới nhất cho biết thì Croatia loan báo rằng họ dự tính sẽ cung cấp cho Ukraine hàng chục các loại xe tăng và các xe thiết giáp trong thỏa thuận để mà hiện đại hóa lực lượng quân sự của họ khi mà họ mua tất cả những cái xe tăng mới từ phía của Đức và với cái giá được giảm đi và hiện nay thì quốc gia được xem là ở vùng Baltic này nói rằng là họ sẽ là đồng minh và sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine trước cuộc xâm lăng của Nga và cung cấp hàng trăm triệu euro để hỗ trợ và trong đó thủ tướng của Croatia là Andre Plenković cũng như là cùng với lại tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã ký một thỏa thuận trong tháng này để mà có thể có sự hợp tác với nhau. Và Croatia hiện nay đã cung cấp cho Ukraine các cái loại xe tăng gọi là 30 chiếc M84 và 30 chiếc M80 à, được à, và kể cả một số những cái à, chiếc à, được xem là những cái chiếc thiết xa của à, trong khi đó, đổi lại thì quốc gia này sẽ mua thêm 50 chiếc Leopard 22 2E8 ở từ phía của Đức và Bộ Quốc phòng Đức cho biết là họ đã đạt được thỏa thuận là sẽ bán các chiếc xe tăng gọi là tân tiến này cho phía của Croatia đổi lại Croatia sẽ cung cấp tất cả những cái xe tăng cần thiết à, loại à, gọi là M84 và M80 cho phía của Ukraine. Đây được xem là thỏa thuận mới nhất của Croatia đạt được với Đức sau khi mà họ đồng ý là hỗ trợ cho phía của Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. <laughs> và thêm một cái bước hợp tác mới giữa Ukraine và Nam Hàn. Nam Hàn và Ukraine sẽ gia tăng các mối hợp tác để đối phó với tình trạng bắc Hàn và có sự hiện diện của lực lượng bắc hàng ở trên lãnh thổ của Nga. Bản tin từ Kiev cho biết thì tổng thống của Ukraine là ông Zelensky trong ngày thứ ba nói rằng ông đã đồng ý với tổng thống của Nam Hàn gia tăng các cuộc tiếp xúc và hợp tác giữa hai quốc gia ở mức độ được xem là chiến lược và đối phó với tình trạng Bắc Hàn can dự vào cuộc chiến tại Ukraine. Ông Zelensky trong cú điện thoại với ông tổng thống của Nam Hàn là Yoon seok đã được công bố trên trang Platform X và hai nhà lãnh đạo cam kết là sẽ có những trao đổi sâu đậm hơn trong vấn đề tình báo và những vấn đề chuyên gia phân tích và một phần trong thỏa thuận này Ukraine và nước cộng hòa Nam Hàn sẽ có những sự trao đổi những phái đoàn cũng như sẽ phối hợp hành động ông cho biết như trên ông Zelensky cho biết rằng ông đã được chia sẻ tất cả những cái tin tức dữ liệu và trong đó có 3.000 binh sĩ của Bắc Hàn đã có mặt tại Nga trong cuộc huấn luyện ở tại khu vực gần khu vực giao tranh và sự hiện diện của họ đã có thể lên tới 12.000 người chúng tôi đồng ý là sẽ có những cái cuộc gia tăng hợp tác về vấn đề tình báo và chờ chuyên gia phân tích cũng như là gia tăng các cuộc tiếp xúc ở nhiều mức độ khác nhau được xem là mức độ cao nhất và trong đó chúng tôi sẽ phát triển và có những cái chiến lược hành động đối phó lại với tình trạng gia tăng này và chúng tôi sẽ tiếp tục là tiếp xúc với nhiều đối tác khác của chúng tôi để hợp tác đó là lời phát biểu của ông Zelensky đã đưa ra sau khi mà ông có cú điện thoại với lại tổng thống của Nam Hàn là ông Yoon Seok-yeon đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay <laughs> Và cũng liên quan tới Nam Hàn và Bắc Hàn ngày hôm nay, theo hãng thông tấn Bloomberg cho biết, Nam Hàn đã cảnh cáo là lực lượng của Bắc Hàn ở Nga đã bắt đầu tiến tới cái khu vực được xem là có cái vụ giao tranh giữa Nga và Ukraine. Nam Hàn lên tiếng cảnh cáo là lực lượng binh sĩ của Bắc Hàn và đã được khai triển tới Nga trước đây, đã hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine và có khả năng lực lượng này đã có mặt ở mặt trận tiền tuyến và dấu hiệu cho thấy cuộc chiến này có thể sẽ được mở rộng ra với tay chơi mới là Bắc Hàn. Theo tường trình của Cơ quan Tình báo Quốc gia của Nam Hàn, gọi tắt là NIS cho biết là họ đang cố gắng xác nhận một cách càng sớm càng tốt về lực lượng binh sĩ của Bắc Hàn đã có mặt ở mặt trận tiền tuyến, theo tường trình của nhà lập pháp có tên là Lee Song Kwon đã cho biết và sẽ dựa trên các cái thông báo của Cơ quan Tình báo trong cuộc họp kính vào ngày thứ Ba, và những tin tức này đưa ra sau khi mà tổng thống Yoon seok trong ngày thứ tư cho biết, lực lượng này có thể tham gia vào các cuộc giao tranh nhiều hơn là sự dự tính và trong đó họ không cho biết thêm những chi tiết. Phía Nam Hàn nói rằng, việc mà Bắc Hàn can dự trực tiếp vào cuộc chiến của Nga và Ukraine có thể đẩy cái cuộc chiến này qua một giai đoạn mới. Hoa Kỳ và các đồng minh mô tả rằng việc thay đổi này có thể sẽ dẫn tới một cái cục mở rộng hơn sau khi cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua. Tổng thư ký Liên minh NATO là ông Matt Ruth đã xác nhận vào trước đó là một số binh đơn vị của binh sĩ Bắc Hàn đã được gửi tới vùng Kursk nơi mà Ukraine đã chiếm đóng từ tháng 8 vừa qua và cho thấy có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, thì phía Ukraine và các quốc gia đồng minh đã bắt đầu phải phản ứng với việc mà khai triển này. Bắc Hàn đã gửi ngoại trưởng của họ là bà Cho Son Hui tới nước Nga trong chuyến thứ ba của bà ít nhất trong dưới một năm qua. Và theo tường trình của giới chức của Nam Hàn cho biết, bà Cho dự tính là sẽ thảo luận với lại ngoại trưởng của Nga trong việc mà phát triển các cuộc hợp tác trên và hiện vẫn chưa rõ là lực lượng Bắc Hàn có hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến trên lãnh thổ của Ukraine hay không. Trong khi đó, thì nếu như họ có mặt ở các vùng giao tranh, Bắc Hàn dự tính là sẽ khai triển khoảng 10.000 binh sĩ tới nước Nga, theo tường trình của NIS đưa ra, và dường như là họ sẽ bắt đầu tìm cách quân bình quyền lực. Và trong đó, việc can dự này có thể khiến cho cuộc chiến tại Ukraine trở nên phức tạp hơn khi có sự hiện diện của binh sĩ Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình của Bắc Hàn. Cùng một lượt, tờ báo Telegraph cho biết là binh sĩ Bắc Hàn đã bí mật có mặt ở tại Kursk, ở khu vực được xem là, là phía Ukraine đã chiếm đóng và đang là một cái khu vực được xem là ẩn nấp trong khu vực cư dân. Lực lượng binh sĩ Bắc Hàn đã được khai triển tới khu vực tiền tuyến ở khu vực phía nam của nước Nga, vùng kết nơi mà họ sử dụng tất cả các cái vị trí dân sự để ẩn nấp theo tường trình của giới chức tình báo của Ukraine đưa ra. Một số binh sĩ của Bắc Hàn đã bắt đầu chuyển tới khu vực của Ukraine. Theo phát ngôn viên của ngũ giác đài là Sabrina Sai đã lên tiếng cho biết như trên. Và việc mà gọi là họ nghe lén những cái hệ thống radio, ít nhất là hai chỉ huy của Nga đã được thảo luận về việc mà gọi là chuyển tất cả những lượng binh sĩ của Bắc Hàn và trong đó là việc mà ông Kim Jong-un sau khi ông quyết định đã hỗ trợ cho cuộc chiến của Điện Kremlin. Và quý vị biết được là Kamchatka 497 ở trên cái danh sách hay không, một chỉ huy quân sự của Nga đã nói với đồng nghiệp của ông ta tại một khu kiểm tra soát an ninh ở tại vùng Khớt có tên gọi là Voronezh ở cái xa lộ này và đồng nghiệp đã trả lời 497 là một cái con số được xem là dân sự và trong đó vị chỉ huy đầu tiên đã giải thích rằng để giúp chuyển tất cả các binh sĩ của Bắc Hàn và điều mà chúng ta cần được là chúng ta không có được cái số lượng chính thức trong cái việc giao tranh này. Đây là cái ngôn ngữ mà phía của Hoa Kỳ và giới tình báo của Nam Hàn đã nghe lén được từ cái hệ thống liên lạc của lực lượng binh sĩ của Nga và giới chức tình báo của Ukraine đã không cho biết tại sao binh sĩ của Bắc Hàn lại được chuyển tới khu vực của dân sự. Trong khi đó, thì các chuyên gia quân sự cho biết Nga dường như là chưa muốn công bố về cái giai đoạn này của họ với phía Tây Phương và phía của giới tình báo Ukraine. Trong khi đó thì một trong những cái khu vực được xem là nằm ở trên lãnh thổ nước Nga gọi là Kharkmas. Trong đó thì có một số những xe bớt và được xem là đã bị cấm vận từ Tây Phương đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực này. Và cái đơn vị gọi là Thủy quân lục chiến của Nga là cái đơn vị 810 dự tính là sẽ nhận được tất cả những cái việc đón chào các binh sĩ Bắc Hàn theo giới tình báo của Ukraine đưa ra. Và đơn vị này sẽ can dự vào các cuộc giao tranh ở vùng Kursk, nơi mà được xem là có lực lượng binh sĩ của Ukraine và chiếm đóng từ tháng 8 vừa qua. Đây được xem là một trong những dấu hiệu mới nhất cho thấy là Bắc Hàn đã bắt đầu can dự vào cuộc chiến của Nga và Ukraine. Tuy nhiên, thì họ vẫn chưa bước qua lãnh thổ của Ukraine, mà có mặt ở khu vực và cái mặt trận tiền tuyến là nằm ở vùng Kursk. Vùng Kursk là bất ngờ đã bị Ukraine chiếm đóng từ lúc mà tháng 8 vừa qua và hiện nay họ vẫn kiểm soát khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Đó là trong cuộc phỏng vấn mới nhất, cựu Tổng thống Trump khẳng định 100% ông sẽ như đưa nhà cựu tài phiệt của Hồng Kông là Jimmy Lai ra khỏi nhà tù tại Hồng Kông và đưa ông ra khỏi lãnh thổ Hồng Kông. Bản tin mới nhất cho biết thì ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa ông Trump đã cam kết rằng nếu ông đắc cử trở lại tòa bạch Ốc thì người việc đầu tiên ông làm là đưa một cựu tài phiệt của Hồng Kông là nhà tỷ phú Jimmy Lai à, ra khỏi nhà tù và ra khỏi quốc gia này nếu ông đắc cử và ông Lai được xem là nhà sáng lập của tờ báo Apple Daily một tờ báo và hoạt động về vận động dân chủ cho Hồng Kông ông bị bà đã bị giam trong nhà tù được xem là có mức à, mức à, an ninh tối đa nhất gọi là Stanley Prison và trong đó thì ông đã bị kết án rất nặng dựa trên đạo luật an ninh quốc gia của cộng sản trung quốc ông à, dự tính là sẽ có một cái à, cuộc kháng án vào tháng tới và trong cuộc phỏng vấn với lại à, houth howie vào tà, hôm thứ năm tuần trước khi được hỏi là khi ông trump nói chuyện với à, tập cần bình như thế nào để mà cho ông lai ra khỏi nhà tù và rời khỏi hồng kông nếu ông thắng cử ngày năm tây tháng 11 trong cuộc bầu cử tổng thống một phần trăm yes Tôi sẽ đưa ông ta ra khỏi nhà tù, ông ta rất dễ dàng ra khỏi nhà tù và chúng ta chưa có một ai nói về vấn đề này. Ông Trump đã trả lời như trên và trước đó ông nhắc lại là ông đã từng nói chuyện với tập Cận bình sau khi mà có ba cầu thủ baseball, xin lỗi ba cầu thủ basketball tức là bóng rổ Hoa kỳ đã bị bắt giữ về tội trộm cắp ở tại thành phố Hàng Châu ở Trung Quốc là đã được trả tự do năm 2017 và trong đó thì cả ba cầu thủ này là của đội UCL à, đã được trả tự do và trở lại Hoa Kỳ sau khi mà hủy bỏ tất cả những cáo trạng đối với họ. Và trong cuộc họp báo, họ đã nói rằng họ thừa nhận họ đã có đánh cắp mặt hàng ở trong các cửa tiệm và cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã cố gắng can thiệp cho họ. Và ông Lai ching à, xin lỗi quý vị, ông à, Jimmy Lai đã bị tống giam vào nhà tù của Hồng Kông từ tháng 12 năm 2020 với hai cáo buộc là âm mưu lật đổ chế độ với sự hỗ trợ của nước ngoài cũng như là có những cái hành động mà được xem là tung tin giả qua cái tờ báo Apple Daily và một nhóm các nhà lập pháp của lưỡng đảng đã yêu cầu hồi tháng chín là phải trả tự do ngay lập tức cho ông Chimilai cùng một tháng thì một cái tổ chức quốc tế đặc trách về pháp lý đại diện cho ông Chimilai và con trai của ông là Serbia Lai đã nộp đơn lên một cái cơ quan của Liên Hợp Quốc trong vấn đề gọi là tra tấn và nói rằng điều kiện sống trong nhà tù của ông rất tệ hại và họ không cung cấp đầy đủ cái dịch vụ y tế cho ông Jimmy Lai. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà ông Trump nói rằng ông sẽ can thiệp cho ông Jimmy Lai rời khỏi nhà tù ở Hồng Kông và rời khỏi Hồng Kông khi mà ông đắc cử trở lại tại Tòa Bạch Ốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ngược lại với thái độ cứng rắn của ông Trump thì Tập Cận Bình đã gia tăng áp lực với Joe Biden và kêu đội gọi Joe Biden là phải thay đổi ngôn ngữ liên quan tới vấn đề của Đài Loan. Bản tin từ Washington cho biết thì Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã chính thức yêu cầu ông Tổng thống Hoa Kỳ là Joe Biden năm ngoái về việc thay đổi các ngôn ngữ của Hoa Kỳ sử dụng trong việc thảo luận về vị trí của Đài Loan. Và và trong đó ít nhất là hai nguồn tin từ giới chức cho biết trong cuộc đối thoại riêng tư và trong cuộc gặp gỡ vào tháng 11 năm ngoái giữa ông Joe Biden và Tập Cận Bình tại San Francisco thì Tập Cận Bình và các phụ tá của ông ta đã yêu cầu ông Joe Biden và toán làm việc của ông ta là phải thay đổi trong tất cả những cái văn bản chính thức của Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề của Đài Loan và Trung Quốc muốn Hoa Kỳ phải nói rằng chúng tôi phản đối Đài Loan độc lập thay vì là à, giữ nguyên cái hiện trạng và trong đó Hoa Kỳ đã không à, ủng hộ cho cái à, cái chữ gọi là không ủng hộ cho việc độc lập của Đài Loan đây là cái hành động mà Tập Cận Bình đưa ra, tức là chúng tôi phản đối Đài Loan độc lập, chứ không phải là chúng tôi không ủng hộ cho nền độc lập của Đài Loan. Theo tường trình của một viên chức giấu tên đã tiết lộ về cuộc nói chuyện của Tập Cận Bình và ông Joe Biden vào tháng 11 năm ngoái, trong lúc mà Tập Cận Bình yêu cầu thay đổi cái văn bản trên, và phía Hoa Kỳ đã bác bỏ và nói rằng họ không thay đổi tất cả những ngôn ngữ. Tòa Bạch Ốc cây sau đó nói rằng những gì mà phía của tòa bạch ốc đưa ra đều không thay đổi và Washington vẫn không ủng hộ cho nền độc lập của Đài Loan chính quyền của Biden và Kamala Harris đã duyệt xét chuyện này và chúng tôi vẫn tôn trọng cái gọi là one China policy đây được xem là một trong những cái bản tiết lộ mới nhất về cái cuộc đối thoại riêng tư giữa tập cận bình và ông Joe Biden vào tháng 11 năm ngoái trong cái hội nghị APEC diễn ra tại San Francisco đó là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới vấn đề của Đài Loan Cùng một lượt trong ngày hôm nay, lực lượng tuần duyên của Đài Loan đã trục xuất ít nhất là 4 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc xâm phạm vào vùng biển của đảo Kim Môn bốn chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã bị trục xuất bởi phía lực lượng tuần duyên của Đài Loan xung quanh đảo Kim Môn trong ngày thứ hai liên tục. Theo tường trình của phía Đài Loan đưa ra, thì các tàu hải giám của Trung Quốc đã tiến gần tới các khu vực vùng biển giới hạn ở vùng đảo Kim Môn vào ngày thứ hai và bốn chiếc khác đã xâm nhập vào vùng giới hạn ngày sáng ngày thứ ba và trong đó nằm gần các khu vực đảo Kim Môn, đảo Mã Tổ và đảo Bình Hồ. Trong lúc mà lực lượng tuần duyên của Đài Loan gọi tắt là CGE cho biết, họ đã khai triển ít nhất là bốn chiếc tàu tuần duyên của họ để mà trục xuất ít nhất là các chiếc tàu của Trung Quốc ra khỏi khu vực này trong vòng 2 giờ đồng hồ. Và theo tường trình của CGA, thì radar đã phát hiện được ít nhất là 3 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã bắt đầu rời khỏi Hạ Môn và một chiếc từ ở Quảng Châu lúc 8 giờ sáng. Cả bốn chiếc này đã tụ tập ở phía nam của đảo Kim Môn, tiếp cận gần khu vực biển được xem là nằm trong cái vùng kiểm soát của Đài Loan và Đài Loan lập tức đã cho khai triển tất cả những tàu tuần duyên của họ ra để mà trục xuất những chiếc này và CC cho biết là các chiếc tàu của Trung Quốc đã xâm nhập vào cái khu vực hải phận của Đài Loan từ ở khu vực gọi là Phùng Islet, và Laolu, Lu cũng như là Bedding Islet tức là những cái đảo nhỏ nằm xung quanh đảo Kim Môn và lực lượng tuần tra của Đài Loan nói rằng họ đã sử dụng tất cả những cái hệ thống cảnh báo bằng radio để trục xuất các chiếc tàu hải giám của Trung Quốc ra khỏi đây và những chiếc tàu này đã rời khỏi lúc 11 giờ sáng. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của Trung Quốc đe dọa tới đảo quốc Đài Loan, đặc biệt là đảo Kim Môn, nằm cách thềm lục địa Hạ Môn của Trung Quốc là khoảng 2 dặm rưỡi và đây được xem là khu vực sát thềm lục địa của Đài Loan. À, xin lỗi cái gì? sát thềm lục địa của Trung Quốc và được kiểm soát bởi phía đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Đài Loan này, ngày hôm nay, quốc gia này đã mua thêm gần 1.000 cái tròn gọi là kamikaze. Bản tin mới nhất cho biết thì Đài Loan đã đồng ý là mua thêm gần 1.000 cái tròn tấn công từ hai công ty của Hoa Kỳ là Aero Environment và Andrew ở tại Hoa Kỳ trong đó để gia tăng cái khả năng chống lại sự đe dọa của Cộng sản Trung Quốc. Và trong một cái lá thư mà Đài Loan gửi ra gọi là Letter of Offer Acceptance tức gọi tắt là ELOOE vào cuối tháng 9, hãng thông tấn Bloomberg chỉ ra nguồn tin tương tự như vậy cho biết là phía Đài Loan đã tăng cường việc mua với cái giá được xem là khá hợp lý cho phía của Đài Loan. Phía Hoa Kỳ trước đó đã hồi tháng 6 đã chấp thuận một cái tiềm năng bán cho Đài Loan trị giá là 360.2 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó thì Hội đồng Lập pháp của Đài Loan đã chấp thuận việc mà mua thêm các cái trò này vào ngày 30 tới tháng 8 và việc mà đưa những cái loại vũ khí này dự tính sẽ chuyển cho Đài Loan từ năm 2024 cho tới năm 2026. Và đầu tháng 9 thì lực lượng lục quân cho biết họ đã mua thêm tất cả là tổng cộng là 685 cái Hệ thống được xem là Squid Evo 300 và trong đó bao gồm luôn cả một số những cái hệ thống gọi là tron của Hoa Kỳ gọi là Atius 600 MV. Đây được xem là những cái loại tron mới mà phía của Đài Loan đã tìm cách mua của Hoa Kỳ để tăng cường khả năng phòng thủ của họ cũng như các loại tron này có khả năng tấn công và có khả năng giám sát trên mặt biển. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Đài Loan đang tăng cường cái mạng lưới quân sự của họ giữa lúc đang có sự đe dọa gây gắt từ phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Đài Loan ngày hôm nay. Cùng một lượt thì giới tình báo Hoa Kỳ báo cáo là phía Trung Quốc sẽ gia tăng gấp đôi cái kho chứa vũ khí nguyên tử của họ trên 1.000 đầu đạn từ đây cho tới năm 2030. Bản tin mới nhất cho biết Trung Quốc dự tính sẽ gia tăng gấp đôi cái đầu đạn nguyên tử của họ lên tới 1.000 đầu đạn nguyên tử trong vòng 5 năm tới. Theo tường trình của cơ quan tình báo về quốc phòng gọi tắt là DIA đã báo cáo, năm 2020, DIA cho biết là Trung Quốc đã có thêm 200 đầu đạn nguyên tử và được xem là họ sẽ tăng gấp đôi vào cuối thập niên này. Và theo tường trình của cơ quan à, DIA cho biết, Trung Quốc hiện nay đang có khoảng 500 đầu đạn và sẽ có thể trên 1.000 đầu đạn nguyên tử từ đây tới năm 2030. Và Trung Quốc hiện nay đang tìm cách tăng cường rất nhiều các đầu đạn nguyên tử của họ, cũng như là hiện đại hóa tất cả các cái à, lực lượng quân sự của họ lần đầu tiên trong lịch sử, theo tường trình của bản báo cáo đưa ra cùng một lượt thì trung quốc đã bắt đầu là thực hiện một cái dự án gọi là combat control tức là kiểm soát về tác chiến ở các cái đảo ở gần khu vực của trung quốc và trong đó là phía bắc kinh đe dọa là sẽ có những cái hành động gọi là ngăn chặn và cái đe dọa tới đảo quốc đài loan sau khi mà hoa kỳ đồng ý bán 2 tỷ vũ khí à, tiền à, vũ khí cho phía đài loan đây được xem là những một trong những bản báo cáo mới nhất từ phía của Cục Tình báo Quốc phòng của Hoa Kỳ đưa ra sau khi mà họ đã ra nhận định và phân tích tất cả những cái tin tức tình báo từ nội bộ Trung Quốc và từ các đối tác của Hoa Kỳ ở tại Á Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Trung Quốc ngày hôm nay, phía Hoa Kỳ đã hoàn tất tất cả những quy tắc kiểm soát về việc đầu tư trí tuệ nhân tạo đối với lại Trung Quốc và trong đó có rất nhiều những cái giới hạn. Bản tin mới nhất cho biết chính quyền của Joe trong ngày thứ hai đã hoàn tất các cái quy tắc mà trong đó giới hạn đầu tư của Hoa Kỳ về trí tuệ nhân tạo cùng với một số những lĩnh vực kỹ thuật khác tại Trung Quốc đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Những quy tắc này đã được đề nghị từ hồi tháng 6 bởi Bộ Tài chánh và trong đó đã được ký một cái xác lệnh bởi ông Joe vào tháng 8 năm 2023 và ở ba lĩnh vực quan trọng. Thứ nhất là semiconductor, là, tức là chất bán dẫn thứ hai là micro uh, called, uh, micro electronics tức là cái uh, vấn đề chip điện tử và thứ ba là những thông tin liên quan tới cái uh, điện toán lượng tử tức là quantum computer. Đây được xem là ba uh, cái yếu tố quan trọng trong việc phát triển các cái hệ thống về trí tuệ nhân tạo tức là AI. Và các cái quy tắc mới này sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tây tháng 1. Trong đó sẽ được áp dụng bởi bộ tài chánh và cái uh, cơ quan đặc trách về cái gọi là chuyển ngân trên toàn cầu của bộ tài chánh trong đó họ sẽ uh, tìm cách gọi là uh, giới hạn tất cả những cái kỹ thuật cốt lõi trong cái thế hệ kế tiếp trong vấn đề quân sự trong vấn đề về cyber security tức là vấn đề về uh, không gian mạng vấn đề về surveillance, tức là vấn đề giám sát cũng như là tất cả những cái tin tức và những cái uh, hoạt động khác liên quan tới ngành tình báo và quy tắc này cũng sẽ bao gồm luôn việc cắt giảm tất cả những cái uh, cốt lõi về máy computer và hệ thống computer trong thế hệ kế tiếp ở trong tất cả những chiến đấu cơ theo tường trình của Paul Rosen được xem là nhân viên chức cao cấp của bộ tài chính đưa ra và họ ông, ông ta cho biết là Hoa Kỳ đầu tư tất cả mọi thứ để mang quyền lợi lại và đồng thời sẽ ngăn chặn tất cả những cái đầu tư tại Trung Quốc và sẽ có những cái quy tắc khó khăn cho những công ty nào đầu tư về kỹ nghệ AI ở Hoa Kỳ đến Trung Quốc đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất mà Hoa Kỳ tìm cách giảm đi cái việc phát triển AI một tham vọng mà Trung Quốc có thể đứng đầu của thế giới trong việc phát triển về trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ là bà Gina Raimondo cho biết vào đầu năm nay là các quy tắc này để đối phó với việc Trung Quốc sử dụng các kỹ thuật này để mà nâng cấp tất cả những cái hệ thống quân sự của họ. Và một tiểu ủy ban đặc trách đối phó với đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích một số những công ty Hoa Kỳ đã trực tiếp hoặc gián tiếp đã đầu tư hàng tỷ mỹ kim từ các nhà đầu tư của Hoa Kỳ trong tất cả những công ty của Trung Quốc trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và họ tin rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng quân sự của Hoa Kỳ của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái quy tắc mới nhất mà chính quyền Joe Biden đưa ra nhằm ngăn cản việc Trung Quốc có thể phát triển AI và có thể qua mặt Hoa Kỳ trong lĩnh vực AI. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, một số tàu chiến của Trung Quốc đã xuất hiện tại Nam Thái Bình Dương. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của đảo quốc Vanuatu đã bỏ trên trang Facebook là Hải quân Trung Quốc vào tuần trước đã thông báo cho họ biết có hai chiếc khu trục hạm của Trung Quốc là chiếc CNS Xianyan và chiếc thứ hai là CNS Nanning đã bắt đầu có mặt tại gần bến cảng của quốc gia này nằm ở cái bến cảng gọi là Villa và chính quyền của Cộng sản Trung Quốc thông báo rằng lực lượng hải quân của họ sẽ có thêm những tàu chiến mới có mặt ở Nam Thái Bình Dương, giữa lúc mà Washington và Bắc Kinh đang tìm cách cạnh tranh và gây ảnh hưởng tại khu vực. Trong đó thì một tổ chức có tên gọi là Pacific Defense Monitor, tức là tổ chức quan sát về quốc phòng ở Pacific, một tổ chức tại nước Úc cho biết là các chiếc tàu khu trục hạm này của Trung Quốc đã xuất hiện ở đảo quốc Vanuatu vào hôm 21 tây tháng 10. Và lực lượng hải quân của Trung Quốc cho biết sứ mạng của họ là tìm cách gọi là hoạt động và nối kết với lại vấn đề an ninh tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Đây được xem là một trong những cái sự xuất hiện và gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Nam Thái Bình Dương, nơi được xem là có rất nhiều những đảo quốc nhỏ tại đây và gần như Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay. Quốc gia này tuyên bố rằng họ đã phát hiện và tịch thu rất nhiều những thiết bị gián điệp được chôn sâu dưới lòng biển với danh nghĩa là lighthouse, tôi tạm dịch là những cái ngọn hải đăng nằm dưới lòng biển để mà hướng dẫn cho tất cả những cái tìm tỉ đỉnh của ngoại quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan mật vụ của Cộng sản Trung Quốc trong ngày thứ ba nói rằng họ đã tịch thu rất nhiều những cái thiết bị gián điệp nằm ở dưới các lòng biển và cả cả trên mặt biển, sâu dưới lòng biển mà họ gọi đây là những cái lighthouse, tức là những hải đăng có thể giúp để cho các cái tiềm thủy đỉnh ngoại quốc có thể di chuyển dưới lòng biển. Bộ này cho biết là họ phát hiện những thiết bị trên đã được ẩn giấu ở trên mặt biển lẫn dưới lòng biển và trong đó gần như là có thể giúp cho tất cả những cái tiềm thủy đỉnh ở dưới lòng biển có thể di chuyển và những cái ngọn đèn hải đăng này là có trách nhiệm hướng dẫn và có trách nhiệm giám sát dưới mặt biển và được xem là cái hình thức được xem là à, gọi là hoạt động gián điệp ở dưới lòng biển và các cái việc phát hiện này diễn ra ở dưới lòng biển ở khu vực quần đảo Trường Sa trên biển Đông nơi mà Philippines và Trung Quốc đang có những cuộc căng thẳng tranh chấp về chủ quyền tại đây và lực lượng an ninh của chúng tôi đã tịch thu rất nhiều những cái thiết bị kỹ thuật đã sử dụng trong vấn đề gián điệp ở hàng hải và các dữ liệu cũng như là các uh, cái thông tin và trong đó được giấu ở trong tất cả các cái lòng biển và các bãi cạn theo tương trình của phía Trung Quốc đưa ra. Đây là lần đầu tiên mà Bắc Kinh tuyên bố rằng họ tịch thu rất nhiều những thiết bị này nhưng không cho biết những thiết bị này là ai lắp đặt và quốc gia nào lắp đặt cũng như là có cái nhiệm vụ như thế nào. Họ chỉ nói rằng đây là những cái ngọn hải đăng dưới lòng biển để hướng dẫn cho các tiềm thi đỉnh của ngoại quốc có thể di chuyển dưới lòng biển. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, cho phép Phong được đưa cái thông báo về một cái đại nhà hội Big Sale của công ty letron tại Bắc California ở thành phố San Jose. <laughs> Quý vị nào mà cứ ngủ tại thành phố San Jose hoặc Bắc California có thể tụ về ở thành phố San Jose trong dịp lễ Thanksgiving sắp tới mà công ty Teletron sẽ tổ chức một cái đại nhạc hội tại đây và một chương trình Big Sale tại đây. Nếu quý vị nào mà có nhu cầu thì có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1877 892 6999 1877 892 6999 để biết thêm chi tiết. Bên cạnh đó thì cho phép ông được đưa cái thông báo hôm nay là ngày 29 tây tháng 10 tức là còn hai ngày nữa thì chị Hương Lan sẽ có một cái live stream đặc biệt trên Hương Lan Hữu Phước Official và trên màn hình quý vị nhìn thấy là cái hình của Hương Lan của Phượng Mai và của Leon Vũ và cái chương trình này sẽ diễn ra vào ngày 31 tây tháng 10 từ 7 giờ tối cho tới 9 giờ tối giờ California, Hoa Kỳ, tức là 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng giờ của Việt Nam, trên và Hương Lan Hữu Phước uh, Official, đây là cái channel của chị Hương Lan. Và ở trên màn hình thì tôi sẽ đưa cho quý vị thấy cái channel của chị Hương Lan, để quý vị có thể vào ghi danh và hỗ trợ cho chị Hương Lan. Và quý vị ở trên màn hình là cái uh, channel của Hương Lan Hữu Phước Official, đà trên đó quý vị nhìn thấy được cái logo của chị Hương Lan là hình của cố nghệ sĩ Hữu Phước và Hương Lan lúc bé đây là cái channel và trong đó có rất nhiều những cái clip mà chị đã bỏ lên đây hy vọng khán thính giả của TNP Channel sẽ hỗ trợ cho chị Hương Lan để chị có thêm những cái động lực để tiếp tục phục vụ khán giả trong lĩnh vực giải trí và xã hội đó là cái uh, thông báo của phòng và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị nha lướt qua tất cả những lời chào hỏi của quý vị à, chúng ta đi vào trong cái ý kiến của quý vị. à chuẩn bị tổ chức ăn mừng tổng thống Trump đắc cử anh Phong và các bạn. Theo tôi biết thì trong những ngày cuối cùng này chúng ta còn đúng 7 ngày nữa, hôm nay là ngày thứ ba rồi. Còn đúng 7 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Tuy nhiên các dấu hiệu cho thấy là ông Trump đã thắng và thắng rất lớn. Hôm nay thì tôi có cái bài phân tích ở trên Houston Nhật Ký về việc mà tờ báo thứ ba là tờ USA Today từ chối không endorsement. Và bên cạnh đó thì à, à, tôi có làm một cái bài phân tích cho quý vị thấy là không những là 7 tiểu bang chiến lược, năm nay ông Trump có thể flip ở New York, ở Virginia và ở Minnesota luôn. Cho nên năm nay, theo dự đoán của nhiều người, thì cho rằng là ông Trump sẽ thắng một cách landslide tức là thắng một cách vĩ đại luôn nha. Rồi, tiếp tục. À... <laughs> à ngày trăm năm năm sau sẽ nặng tay hơn chứ không nương tay hoặc lần cần như nhiệm kỳ đầu nữa Niệm kỳ đầu của ổng là bởi vì thứ nhất, ổng thiếu kinh nghiệm chính trị 2 năm đầu. Do đó, ổng có những cái lúng túng. Nhưng mà hai năm sau đó, ổng đã làm rất tốt. Có thể là ổng Trump làm rất tốt. Còn lần này, ổng có sự chuẩn bị rất cẩn thận. Chứ vị, lần này thì thứ nhất là ổng có dày dặn kinh nghiệm chính trị rồi. Thứ hai, ổng biết chọn người vào nội các. Ai là người ổng sẽ chọn vào nội các. Và thứ ba, chính sách về kinh tế, về đối ngoại, về đối nội của ổng rất rõ ràng. Do đó, lần này no mistake ông Trump sẽ đẩy mạnh cái kinh tế Hoa Kỳ còn hơn 4 năm trước nữa, còn hơn 4 năm mà ông cầm quyền nữa. Thì quý vị, lần này nhiệm kỳ 2 của ông Trump thì tôi tin tưởng. Và ngày hôm nay quý vị thấy là một trong những kinh tế gia được xem là khả tính nhất thế giới. Hãng thông tấn Bloomberg gọi đó, ông này đã đưa ra những dự đoán trong 11 năm, trúng hết 11, 12 năm. Trong 12 năm, 11 năm, ông đã đưa ra những dự đoán trúng. Ông nói rằng ông Trump thắng và ông Trump sẽ đẩy cái tăng trưởng kinh tế của hai của Hoa Kỳ năm 2025 từ 2.1 lên tới 2.3%. Đó là cái nhận định của nhà kinh tế gia này. Thì quý vị, tất cả những dấu hiệu cho thấy là ông Trump có thể thắng rồi. Có điều là bây giờ là chúng ta quan tâm nhất là cái Hạ viện thôi nha và quý vị nhớ đi bỏ phiếu và đừng quên Hạ viện bởi vì năm nay Đảng dân chủ đang tập trung vào Hạ viện rất là nhiều. Rồi tiếp tục à Iran tấn công do thái à, hai lần do thái đập trả một lần còn có nhịn nhục hoa kỳ áp lực do thái thừa khả năng với Iran bây giờ họ đang duyệt xét việc và có thể tấn công lại do thái đó thì hoa kỳ đã cảnh cáo ngày hôm nay tuy nhiên thì tôi không biết là Iran có đủ khả năng tấn công lại hay không bởi vì cái dàn phòng thủ của họ đã bị phá vỡ tức là trong ba đợt tấn công vào hôm thứ bảy vừa qua đó thì do thái đã phá vỡ tất cả những cái dàn phòng không của Iran có nghĩa là Iran mà tấn công thì mai mốt bị do thái tấn công họ không còn dàn phòng không nữa thì để coi như thế nào nha yeah. rồi tiếp tục à ok ok ở minnesota tôi không biết là cái cái prop của họ là cái gì cho nên tôi không trả lời được cái câu hỏi của trinh đỗ nha tại vì ở đó thì ví dụ như cái vị bỏ phiếu cho những ứng cử viên thì tôi còn biết được cộng hòa dân chủ còn những cái proposition và proposition đó, là những cái đạo luật hay những cái dự luật mà được trưng cầu dân ý bên đó đó tôi không biết tôi không có coi lá phiếu ở ở minnesota cho nên tôi không có biết ở california thì tôi có nhưng mà ở minnesota tôi không có nha à. <laughs> rồi tôi, tôi à, lướt qua một số cái đọc rồi nha Ok, bạn tôi nói Elon Musk đã mua công ty Texas lại về San Francisco phải không Bạn em là người nói láo Headquarter của công ty Tesla và SpaceX đang nằm ở Texas Và không có dấu hiệu này Ok, mà ngược lại Elon Musk đã chuẩn bị dời luôn cả cái trang Platform X của ổng từ San Francisco về Texas luôn Do đó, bạn em đưa tin giả thôi, ok Rồi, tiếp tục à. Ukraine hợp tác cùng Nam Hàn chống lại Nga và Bắc Hàn cũng đúng thôi. Ai biểu Bắc Hàn đưa quân qua Nga để giúp cho chống lại Ukraine. Coi như lần này căng thẳng giữa Nga và Ukraine rồi đây. Thật sự thì quý vị nó có thể sẽ mở rộng đó. Tại vì Bắc Hàn can dự thì không ai cản được Iran. Iran vì cái nhu cầu đối đầu với Do Thái. Họ sẵn sàng đưa lực lượng của họ qua bên Nga. Đổi lại Nga sẽ hỗ trợ cho họ hệ thống phòng không chống lại Do Thái. Do đó cái việc mà Bắc Hàn đưa quân đưa quân qua lãnh thổ của Nga, tôi nghĩ nó cũng là một cái bước dò đường của phe trục. Tức là họ sử dụng Bắc Hàn trước. Nếu mà Bắc Hàn đưa quân qua mà không có gây ra một cái gọi là à, xung đột lớn, thì lạng quản tới Iran, rồi lạng quản tới cả Trung Quốc luôn. Chưa biết được. Và coi như để tam thế chiến đó quý vị. Nha. Rồi, tiếp tục. Ok. À. Wow. À. Bắc Hàn là đồng minh của Nga nên đem quân giúp Nga là đương nhiên phải không? No, họ mới ký cái hiệp ước quốc phòng hồi tháng 6 thôi. Và trên nguyên tắc là hai quốc gia sẽ bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công. Bây giờ thì Bắc Hàn đưa quân tới vùng Kursk, tức là cái vùng lãnh thổ của Nga bị Ukraine chiếm ở trên lãnh thổ của Nga. Thì bây giờ với lý do này Bắc Hàn có quyền có mặt ở tại vùng Kursk nhưng chưa bước qua lãnh thổ của Ukraine. Do đó chúng ta chưa biết được Tại vì trên cái hiệp ước mà họ ký hồi tháng 6 giữa Vladimir Putin và ông Kim Jong Un đó thì hai quốc gia sẽ tương trợ lẫn nhau nếu một trong hai quốc gia bị tấn công. Thì bây giờ Nga xem cái việc mà Ukraine tấn công vào vùng Kursk là cái việc tấn công thì bắt Hàn đưa quân vào Nga là dựa trên cái hiệp ước này nha. Rồi lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok Ok rồi ca lướt qua những cái lời ca ca khen của quý vị à Nếu ông Trump đắc cử thì giá vàng thế giới có giảm xuống không anh? Cảm ơn anh. Tôi dự đoán sẽ giảm là bởi vì tại sao bây giờ giá vàng và tăng là bởi vì tất cả mọi thứ đều tăng. Và trong đó năng lượng tăng rồi khiến cho người ta mất tin tưởng và cái sự năng lượng tăng này nó gây ra tình trạng thị trường chứng khoán lên xuống bất ngờ. Nó không có một cái mức stable. Chính vì vậy người ta mất tin tưởng vào thị trường cổ phiếu, chứng khoán và năng lượng. Thì người ta quay qua vàng. Còn nếu ông Trâm lên mà ổng cho sản xuất năng lượng dồi dào và tạo ra tình trạng th thẳng dư năng lượng. Thì lúc đó mọi thứ giảm đi thì vàng cũng sẽ giảm. Nhà cái đó cái dự đoán của tôi thôi. Ok. Rồi. Uh tại sao có những ghế dân cử của liên bang phải bầu theo luật của tiểu bang vậy bởi vì liên bang nhưng mà đại diện cho cái khu vực địa hạt của tiểu bang và chia cái bản đồ tranh cử của địa hạt của tiểu bang là do tiểu bang vẽ và đồng thời là luật tranh cử của do tiểu bang ấn hành ok trừ cái ghế tổng thống còn tất cả các vị trí khác là đại diện cho cái khối cử tri ở địa hạt thì địa hạt đó nằm trong tiểu bang thì do đó phải chịu luật của tiểu bang nha ok lướt qua một số cái đọc rồi nha Steve Bannon vừa ra khỏi nhà tù theo Tru Sô Sô. Ông đã ra khỏi nhà tù rồi và chiều ngày hôm nay ông sẽ có là mặt lại trên cái chương trình World Room của ông. Và sáng ngày hôm nay trong cái chương trình thảo luận đặc biệt đó thì tôi có nhắc tới Steve Bannon. Và tôi nói rằng cây này nổi cát của ông Trump sẽ là những nhân vật rất nhiều hâu với Cộng sản Trung Quốc. Trong đó có Steve Bannon, trong đó có Peter Navarro, có Steve Mnuchin, có Lai Niger, có, Michael, có Mike Pompeo và kể cả Marco Rubio hay là Nikki Haley. Đây là những nhân vật được xem là rất nhiều hâu với Cộng sản Trung Quốc, đều sẽ có mặt trong cái nội các công trầm. Và Steve Bannon đã ra tù là bởi vì đã tròn 4 tháng, ông bị kết án ở tù là tội chống lại lệnh quốc hội khi mà cái ủy ban ngày 6 tây tháng 1 của Nancy Pelosi là lập ra tống chắc hầu ổng chống ổng không ra rồi yêu cầu ổng cung cấp tài liệu chứng từ ổng cũng không cung cấp luôn cho nên ổng bị kết tội là kinh thường quốc hội thì bị 4 tháng tù tương tự như là Peter Navarro nha rồi tiếp tục à lướt qua một số những cái đọc rồi nha ok à wow các bạn vào khá nhiều nha OK. Rồi à, Ông Trump sẽ đuổi hết Di dân bất hợp pháp Hàn Phong Ông sẽ tuyên bố là Ông sẽ có cái mass Deportation Tức là ông sẽ có Một cái cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ Thì ông tuyên bố như vậy Thì chúng ta để xem coi ông Trump sẽ trục xuất Có phải là tất cả hay không Tại vì tất cả tới, tới hơn 10 triệu người là khó lắm Nhưng mà sẽ có nhiều có nhiều người bị trục xuất khi mà ông Trump cầm quyền. Thì bây giờ để coi ông Trump làm việc như thế nào với quốc hội đã nha. Rồi tiếp tục. À, hai thùng phiếu bị đốt có khôi phục được không? Không khôi phục được nhưng các cử tri ở đó họ sẽ điền lại lá phiếu mới. Tại vì phía chính quyền của tiểu bang Washington State ở Oregon đã lên tiếng rồi. Ở Oregon thì không nhiều, nhưng mà ở tại ở tại Washington, State, tức là ở Vancouver đó, thì mất, mất mấy trăm lá phiếu bị đốt. Thì bây giờ tất cả cư dân khu vực đó sẽ phải lên trên website kiểm tra lại phiếu mình đã được nhận chưa. Nếu mà chưa được thì họ sẽ yêu cầu cung cấp lại lá phiếu mới để họ điền. Đây là cái cách giải quyết nha. Rồi. À. Hieu Tinh phần 1. Anh bình luận chính xác giới truyền thông cực tả ngày càng mất độc giả. Em hy vọng rồi đây giới truyền thông đưa tin chính xác và trung gian. Thì thưa quý vị. Trước nay họ giao quyền cho tổng biên tập và ban biên tập muốn thao túng, muốn làm kiểu gì họ không can dự vào. Nhưng mà đại diện cho tất cả tờ báo và cơ quan truyền thông của mình, họ phải nhúng tay vào. Họ không nhúng vào những nội dung của ban biên tập, những bài bình luận hay tin tức. Nhưng mà quyết định để mà đẩy công ty đi về một hướng, hướng thì họ có quyền. Do đó, họ quyết định trận viện này. Bây giờ quý vị thấy là Los Angeles Times, Washington Post và USA Today đã tuyên bố là không endorsement. Và hôm nay có thêm một vài cơ công ty truyền thông tuyên bố cũng không có endorsement nữa. Tức là từ đây cho tới ngày năm tây rất nhiều các cơ công ty truyền thông Mỹ sẽ không có make endorsement. Mà đa số là họ make endorsement cho đảng Dân Chủ. Do đó thì quý vị thấy rõ ràng là cái tư thế của Kamala Harris so với lại Hillary Clinton năm 2016 thu xa lắm. 2016 gần 90% các công ty truyền thông đều endorsement cho Hillary mà. Bây giờ tình hình ngược lại. Do đó tôi mới nói với quý vị là càng gần tới ngày bầu cử, ông Trump cái dấu hiệu thắng cử của ông càng rõ nét. Càng rõ nét hơn nha. Cuộc chiến Nga và Ukraine có thể mở rộng cuộc chiến Nam Hàn Bắc Hàn không? Tùy thuộc vào Bắc Hàn có đưa quân qua Ukraine hay không. Và nếu họ đưa qua thì Nam Hàn có đưa lực lượng của họ hỗ trợ cho Ukraine hay không? Sự đụng độ trên chiến trường Ukraine có thể dẫn tới đụng độ trên chiến trường ở bán đảo Đại Hàn nó tùy thuộc vào cái này nữa nha <laughs> ok lướt qua một số đọc rồi nha Elon Musk bị kiện vì vụ cho tiền anh nghĩ có kiện được không? Nó no, cái đơn kiện này mục đích của nó là nó mua thời gian tại vì từ đây tới ngày bầu cử còn có 7 ngày tức là mỗi một ngày một triệu thì khi có đơn kiện thì quan tòa sẽ postpone đình chỉ đình chỉ cái cho cho tiền này lại để xử thì đình chỉ trong vòng 2 tuần lễ thôi thì coi như ông Elon đâu có cho tiền được nữa. Mục đích của đơn kiện không phải là thắng hay thua, mà mục đích của đơn kiện là nó chận việc cho tiền thôi. Khi quan tòa nhận được đơn kiện, chuyện đầu tiên ổng sẽ ra cái lệnh block. Chận cái việc cho tiền lại để ông xử. Để coi có, có hợp hiếm hay không, hợp pháp hay không. Thì khi ổng chận lại coi như là qua khỏi bầu cử rồi. Ổng đâu có chận một hai ngày đâu. Ổng chận ít nhất hai tuần lễ cho tới một tháng. Trong lúc ổng duyệt xét thì coi như là Elon Musk đâu có cho tiền được nữa. Mục đích của đơn kiện là trận không để cho Elon Musk. Tại vì còn có 7 ngày nữa thôi. Quý vị hiểu không? Cái mục đích của đơn kiện là như vậy nha. Rồi tiếp tục. À. Ok, theo anh Bắc Hàng chỉ đưa quân để đánh Ukraine bị chiếm thôi chứ không đéo đánh trên lãnh thổ Ukraine. Chưa biết được, bây giờ trên nguyên tắc là họ có mặt ở vùng Kursk, tức là vùng mà Ukraine đã chiếm từ Nga. Là vùng này là lãnh thổ của Nga, còn họ có đưa quân qua cái biên giới hay không chúng ta vẫn chưa biết và bên phía ngũ giác đài và phía của nato cũng chưa có xác nhận được là có binh sĩ bắc hàng ở trên lãnh thổ ukraine chưa nhưng mà trên quy tắc thì họ đã có mặt ở vùng khor rồi nha rồi tiếp tục à tại sao nato không ký hiệp ước với ukraine để hỗ trợ quân đội cho ukraine ký hiệp ước như thế nào cho ukraine được gia nhập hả đây là điều mà Nga tấn công Ukraine đó. Nga phản đối Ukraine gia nhập vào NATO. Do đó họ mới tấn công, họ đánh chiếm Ukraine đó. Và ký hiệp ước gì? 32 quốc gia ký hiệp ước gì đây? Nói tôi nghe đi. nghe? Okay. Rồi tiếp tục. À... Ông Trump đã cử không những đưa thế giới tới lưỡng cực, không còn vùng màu xám mà ông làm trỗi dậy giá trị bảo thủ, niềm tin tôn giáo trên toàn thế giới. Tôi nghĩ như vậy tại vì ngày hôm qua ông cũng tuyên bố điều đầu tiên ông bước vào tòa bạch ốc là ông phải tái lập niềm tin tôn giáo trong tòa bạch ốc. Tức là ở tòa bạch ốc sẽ có những cái buổi cầu nguyện dành cho các nhân viên của tòa bạch ốc bất kỳ tôn giáo nào. Đó là lời tuyên bố ngày hôm qua của ông á. Là ông nó nói là khi mà ông trả lại tòa bạch ốc điều đầu tiên ông làm là điều này nha. Ok. Ok, cuộc vận động ở New York của ông Trump em thấy rất đông đảo người Mỹ gốc Hoa tham dự, điều này rất tích cực, chỉ có người Á châu mới hiểu rõ. Thật sự, người Mỹ gốc Hoa và người Việt có mặt ở tại New York rất đông trong ngày đó. Và quý vị thấy là 19.500 ghế đầy hết rồi, ở bên ngoài mấy chục ngàn người. Ở bên ngoài nó còn đông hơn cả bên trong nữa. Ở bên ngoài những người mà không vào được đó, nó còn đông hơn cả bên trong nữa quý vị. Điều này cho thấy là ở New York người ta bắt đầu bừng tỉnh người ta bừng tỉnh với cả cái sự nguy hiểm của xã hội chủ nghĩa, New York đang đi vào con đường xã hội chủ nghĩa. Do đó, người dân phải chợt và do đó cái cuộc rally của ông Trump ở tại uh, gọi là Madison Square Garden đó là được xem là một trong những cái cuộc chấn động nhất. Kỳ trước ông tổ chức gần 100.000 người ở New Jersey đó hay là vừa rồi ở California gần 100.000 người đó nó lại không chấn động bằng cái cuộc uh, rally ở New York cả một cái đảng Dân Chủ và tất cả đám truyền thông đều sốc hết. Nó bắt đầu nó sốc tới mức mà nó nói là ô sao giống cái năm 1939 của đảng Nazi của Adolf Hitler vậy? Tức là nó chụp mũ đó. Nó sốc tới mức nó chụp mũ đó. Nó không ngờ cái thành trì của đảng Dân Chủ ngay tại Manhattan mà lượng người ủng hộ trong tâm lại đông tới mức như vậy. nha Rồi tiếp tục. À, hước qua một số cái đọc rồi. Ok. Nếu CNN không ủng hộ Kamala mới là vui Chưa biết được Bây giờ chưa thấy họ lên tiếng Nhưng mà mấy bữa rày Họ liên tục đưa tin gọi là tương đối Là tôi cho là trung dung thôi Nhiều người thì cho là tiêu cực đối với Kamala Harris Nhưng tôi cho là nó đã bắt đầu đưa tin khá trung dung đó Thì chưa biết được CNN sẽ nói gì Nhưng mà bây giờ những cái công ty truyền thông cực tả nhất Là tờ Washington Post và tờ LA Đã không endorse rồi Tại vì hai tờ báo này mỗi một ngày ít nhất có 2 tới 3 bài bình luận mỗi ngày nha. Đều chỉ trích ông Trump, lên án ông Trump và chụp mũi cho ông Trump. Thì bây giờ những tên tổng biên tập này từ chức hết rồi. Và Jeff Bezos ngày hôm nay đã tuyên bố là cái việc endorsement này nó là sự thiên vị. Không nên. Ông nói đáng lý ông quyết định sớm hơn đó. Đáng lý ông quyết định sớm hơn đó mà cuối cùng thì chưa quyết định được. Tới giờ này mới quyết định. Còn trong khi đó tờ Los Angeles Times nó thì ông chủ là ông tỷ phú người Nam Hàn. Người Nam Hàn nhưng mà ổng lại đến từ Nam Phi. Thì ổng nói rõ luôn. Ổng nói là càng endorsement càng chia rẽ nhiều. Hai nhân vật này nói đúng tâm điểm. Truyền thông không nên endorsement. Tại vì nó tạo sự chia rẽ và sự thiên vị, thiên vị. Chính vì vậy mà bây giờ hai nhân vật này tuyên bố không endorsement. Bây giờ tới phiên tờ tờ báo USA Today hội đồng quản trị của tờ USA Today. Tờ báo này được xem là lớn nhất Mỹ đó. Họ có 200 cơ quan truyền thông lớn nhỏ trên toàn quốc. Họ tuyên bố toàn bộ là họ không endorse mình. Tuy nhiên ở các địa phương có quyền endorse. Nhưng mà họ đại diện của tờ báo sẽ không endorse nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À... 4 năm cả đảng Dân Chủ cầm quyền người dân nhìn rõ sự yếu kém. Năm nay người dân ủng hộ ông Trump để thắng cử làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thật sự 4 năm qua người dân rất là uh, rất là gọi là khó khăn mới vượt qua được, rất là khó khăn lắm. Là vì vì họ thiếu tiền nhà, họ thiếu tiền xe, họ trễ nãy tiền này tiền kia là do vấn đề kinh tế. Và quý vị, 2022 lạm phát lên tới 9.1%. Nó khủng khiếp quá đi. Cho nên người ta thấy rõ ràng là cái chính sách cực tả về môi trường nó đang phá hoại tất cả nền tảng của Hoa Kỳ nó đang phá hoại tất cả nền tảng của Hoa Kỳ nha. Rồi tiếp tục à, nếu ông Trump tái đắc cử Đài Loan có độc lập được không? Đài Loan vẫn tuyên bố độc lập, có điều là ông có thừa nhận hay không thì tôi dự đoán ông có thừa nhận. Tại vì ông đã tuyên bố là Đài Loan sẽ phải trả tiền cho binh sĩ Hoa Kỳ bảo vệ cho Đài Loan. Điều này có nghĩa là ông Trump đắc cử, ông sẽ đưa binh sĩ tới Đài Loan. Mà muốn đưa binh sĩ tới Đài Loan thì đầu tiên hết, ông phải thừa nhận cái tính chất độc lập của Đài Loan là một quốc gia không dính gì tới Trung Quốc hết. Còn nếu mà bây giờ vẫn còn tôn trọng One China Policy, thì Đài Loan vẫn là lãnh thổ của Trung Quốc. Có nghĩa là muốn đặt quân uh, binh sĩ ở trên đảo quốc Đài Loan phải hỏi thăm Trung Quốc. Mà ông Trump đã nói rồi, ông bắt Đài Loan trả tiền hàng năm cho việc binh sĩ Hoa Kỳ bảo vệ cho Đài Loan. Điều này có nghĩa là ông Trump đang có dự tính đó. Tức là ông sẽ thừa nhận độc lập của Đài Loan. Còn Đài Loan... Họ đã tuyên bố độc lập từ năm 2016 rồi. Nha. Rồi tiếp tục. Ok, Nam Hàn có thể đưa quân vào Ukraine với lý do tiêu diệt lính Bắc Hàn mà không gây căng thẳng với Nga không? No, đã đưa vào đó là bắt đầu đối đầu với Nga. No matter what. Bất kỳ một quốc gia nào đưa quân vào Ukraine thì đều lại xem là đối đầu với Nga hết. Kể cả việc mà Nga tuyên bố mà NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa bắn sâu vào lãnh thổ nước Nga thì nước Nga xem đây là cuộc đối đầu trực tiếp luôn. Đừng nói tới đưa binh sĩ. Đừng nói tới đưa binh sĩ, do đó không có thể tách rời ra được nha. Ok, à à. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. À Người của Đảng Hòa có bản lĩnh làm đúng luật ở tù là chuyện bình thường. Thì tôi nói quý vị, những người tranh đấu, họ không ngại ở tù. Quý vị thấy ông Jimmy Lai Cái người mà tôi vừa nhắc trong cái bài uh, tin tức ngày hôm nay đó. Và được xem là thầy sự hàng đầu của tôi đó. Ông là tỷ phú đó. Ông là tài phiệt đó. Ông 72 mấy tuổi rồi, năm nay ông 70, 72, 73 tuổi rồi. Ông có quyền hưởng phước đi chơi mà. Ông đâu cần phải lao vào xuống đường để đi biểu tình với đám trẻ đâu. Nhưng tại sao ông làm? Tại vì ông nhìn thấy tương lai. Ông bảy mấy tuổi rồi, ông sống thêm 10, 20 năm nữa là ông đi rồi. Ông đâu cần thiết phải quan tâm cái tương lai của ông đâu. Nhưng mà ông quan tâm cái tương lai của giới trẻ Hồng Kông. Ông chấp nhận đi tù. Ông chấp nhận cho Cộng sản Trung Quốc đóng cửa những tờ báo của ông. Thì cái vị đó là bản lãnh của những người mà dám tranh đấu. Thì Steve Bannon cũng vậy. Peter Navarro cũng vậy và kể cả Elon Musk sắp tới nè. Họ cũng vậy. Quý vị nhớ Elon Musk năm 2020 đã đứng trước cửa cái công xưởng của ổng khi mà Gavin Newsom tuyên bố đóng cửa tất cả các cái công xưởng không cho phép mở cửa vì đại dịch. Elon Musk, no, tôi phải mở cửa. Ông đứng trước cửa, ông sẵn sàng cho Elon Musk, cho Gavin cộng ổng mà để cho công nhân ông vô làm việc đó. Quý vị, những người này là những người dám tranh đấu. Họ có tài sản khổng lồ, họ đâu cần làm chuyện đó. Kể cả ông Trump Ông có thể hưởng phước đi chơi 78 tuổi rồi Nhưng tại sao ông dấn thân ra Để cho nó tơ, nó công kích ông. Từ hướng này tới hướng khác Thậm chí là nó muốn lấy luôn cả sinh mạng của ông luôn Đó là bản lãnh của những người tranh đấu Cái này thì có lẽ dân ở Việt Nam Chưa học được nhiều đâu Có phải mất thêm vài chục năm nữa Mới theo kịp được Mấy thằng đại gia trong Việt Nam Thằng nào thằng đấy ra tới tòa là khóc chết mẹ luôn Hèn chết bà luôn Có thằng nào mà được can đảm đâu cái vị thấy đó, những người này đâu phải là những người nghèo đâu. Họ là những người giàu đó. Nói người nghèo đi tranh đấu đi, thì không có gì để mất đi. Nothing to lose đi, thì không nói làm gì. Họ là những người giàu có tài sản đó. Thì cái vị thấy được sự khác biệt rồi nha. Rồi, tiếp tục. Ừ. Lúc qua một số uh, những cái đọc rồi nha. Ok, à, uh, à, uh đảng đối lập của tân thủ tướng Nhật Bản thu cuộc trong quốc hội anh nghĩ ông ấy từ chức đảng cánh tả hợp tác với Nguồn cộng nó no. đảng bảo đảng à, cấp tiến thắng được à, cái à, cái quốc hội của Nhật Bản chẳng qua là làm khó người thủ tướng thôi trong vấn đề ngân sách thôi chứ họ chưa chắc giới hạn được cái quyền của thủ tướng đâu đảng bảo thủ vẫn nắm quyền nhà yeah. rồi tiếp tục à lướt qua một số cái đọc rồi ok à Nga tính đánh dễ dàng đánh chiếm Ukraine để dàn mặt khối Âu Châu và NATO không ngờ Ukraine là khó nuốt quá làm cho Nga phải lụn luận bại đó anh. No. 2014 Nga chiếm Crimea rồi đám Âu Châu làm được cái gì? 2014 Nga đã chiếm Crimea rồi. Đâu phải mới đây đâu. Còn 2022 tấn công Ukraine lần thứ hai bây giờ Nga chiếm 4 vùng lãnh thổ. Nga đang chiếm lợi thế nga đang chiếm lợi thế đó đám âu châu làm được gì cùng lắm chỉ bơm vũ khí thôi và sinh mạng của người ukraine vẫn chết mỗi ngày vậy cuộc chiến này ai thiệt hại nói tôi nghe đi cuối cùng kết thúc cuộc chiến thì ai thiệt hại ukraine thiệt hại hay là nga thiệt hại trả lời đi ok rồi tiếp tục à ông trump kêu gọi trung cộng trả tự do cho chim anh nghĩ ông cấm vận toàn diện trung cộng vi phạm quốc gia hay thế chế độ không ông đã nói là một trăm phần trăm ông can thiệp cho ông chim được trả tự do và rời khỏi hồng kông đó là lời nói của ông còn vấn đề ông dùng phương pháp nào tôi chưa biết ông dùng phương pháp nào để ép phía hồng kông phải trả tự do cho chim tương tự như ông đã từng ép tập cận bình phải trả tự do cho các cầu thủ NBA, NBA tức là cầu thủ Pakistan đó khi mà những người này phạm tội trộm cắp shoplifting thì cái vị ông Trâm đã can thiệp cho họ năm 2017 ba cầu thủ được trả tự do thì bây giờ với Chimila cũng vậy thôi có điều là ông dùng phương pháp nào tôi chưa biết ok có điều là ông đã hứa như vậy thì ông làm nha yeah. rồi tiếp tục à. ok rồi lướt vào một cái số cái đập rồi nha Ok à, Mấy đại gia Việt Nam ra tới tòa là khóc nghe anh Phong nói vậy Tôi sửa soạn đi làm đây cười tới cái Thì tôi nói quý vị Tại sao những người như ông Trump Những người như Jimmy Lai Những người như Elon Musk Họ phải dấn thân vào Trả lời tôi đi Tại sao họ phải dấn thân vào Có cái con đường mà nó không được lợi gì cho họ hết Thậm chí còn khiến cho họ Bị khó khăn nữa thậm chí sinh mạng bị đe dọa, thân phải đi tù. Tại sao họ làm như vậy? Quý vị đặt câu hỏi quý vị tự trả lời. Và họ trưởng thành trong cái môi trường giáo dục nào mà khiến cho họ có thể can đảm như vậy? Nói tôi nghe đi nha. Anh quốc đáng lẽ phải có trách nhiệm với Hồng Kông này để Hoa Kỳ làm việc thay thế thật khó hiểu. Câu này đúng nhất. Đáng lý Anh quốc phải có trách nhiệm với Hồng Kông và điều đáng buồn nhất khi mà dân Hồng Kông viết thư cho bà bà nữ hoàng Elizabeth bà bỏ lơ luôn trong khi ngày xưa quý vị cứ cảnh sát Hồng Kông cứ đưa ra câu tiên cái câu gì cũng tiên thể là trung thành với nữ hoàng Anh hết dân Hồng Kông lúc đó cái thời mà thuộc địa đó rồi cuối cùng bây giờ nữ hoàng Anh bỏ rơi họ họ viết thư cho nữ hoàng Anh để kêu gọi nữ hoàng Anh can thiệp năm 2019 bà ta bỏ mặt luôn bà ta bỏ mặt luôn và lúc đó boris johnson nhắm vào vấn đề của nga cũng bỏ lơ luôn vấn đề của trung quốc thậm chí là có một số công ty của trung quốc xâm nhập vào cái à, à, hạ tầng cơ sở của anh các vị thấy cái dàn mà camera mà ở trên đường phố tại anh đó, các đường phố đó mà chính phủ lắp đó, hầu hết đến từ công ty Hikvision. cho tới khi mà hoa kỳ bắt đầu thúc đẩy thì bây giờ mới tháo những cái camera này ra Hikvision là công ty sản xuất camera lớn của trung quốc camera mà giám sát an ninh đó, mà Hikvision vi sinh là công ty đã đóng góp cho cơ quan mật vụ đang áp người duyên Ngô nhĩ tại Tân Cương. Thì quý vị, cuối cùng thì quý vị thấy rõ ràng, đối với anh kẻ thù của họ là nga, chứ không phải trung quốc, không phải trung quốc. Do đó họ bỏ lơ luôn cái vấn đề Hồng Kông, trong khi đó Hồng Kông là cái nước, là vùng lãnh thổ, họ phải có trách nhiệm, nha. <laughs> rồi tiếp tục ok à hiện nay anh cánh tả nắm quyền nếu ông à, à, gì đây à thì hồng kông có vẻ khó tôi nghĩ là cục diện sẽ có thay đổi nếu như đi tới một cuộc đối đầu quân sự giữa trung quốc và hoa kỳ thì cục diện của hồng kông sẽ thay đổi tôi nghĩ là như vậy còn nếu không có cuộc đối đầu quân sự thì coi như đất hồng kông bây giờ không gọi là đất hồng kông nữa mà nó coi như là một mảnh đất của trung quốc rồi Nha yeah. ok à ok à lướt qua một số cái đọc rồi nha yeah. ok lướt qua một số những cái không có liên quan tới cái thời sự tôi không block là tôi nhớ là, là là quý vị phải nhớ rằng là quý vị hỏi những cái câu mà không liên quan tới thời sự là tôi block quý vị rắn chịu đó nha yeah. rồi tiếp tục à Hoàng Chí Phong có thể được trả tự do nếu ông Trump đắc cử không? Tôi chưa biết. Tại vì trong câu hỏi thì của Herwig không nhắc tới Hoàng Chí Phong, cho Suwon mà nhắc tới Jimmy Lai. Do đó tôi cũng đâu biết đâu ông Trump có can thiệp hay không. Bây giờ chỉ nói là Jimmy Lai, tức là ông tài phiệt của Hồng Kông đó. Thì bây giờ mình trên bản tin mình chỉ biết vậy thôi nha. Golden Chen có nằm trong nội các của ông Trump không anh Phong? Ông này rất hiểu rõ Trung Cộng. Hy vọng Tại vì ổng là một chuyên gia về Trung Quốc. Tuy nhiên lần này, à, tôi chưa biết là Golden Chain có nằm ở trong cái à, nội các của ông Trâm hay không. Có thể thôi. Có thể Golden Chain cũng là một nhân tuyển luôn. Nhưng mà tôi chưa thấy nói gì tới Golden Chain hết. Bên đảng Cộng Hòa không nhắc, bên cái team Transition cũng không nhắc. Nhưng họ nhắc nhiều tới những người khác. Đặc biệt là Peter Navarro và kể cả ông um, Steve Bannon bây giờ nha. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.